trắng tay không tiền đời mấy ai ưa. Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh, bao đêm thao thức thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao trời ơi. Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ vì đời không giống trong mơ, kiếp người phận số riêng ai, trần gian là cõi đọa đày, thì cớ sao gây oan thù vì danh lời mà đau, vì kiếm tiền phụ nhau. Nhưng khi có tiền thì tiền cũng có,